Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục mở hộp cái mẫu số 12 của dòng đồ chơi theo một mô hình Hello Cabot Cung. Cái mẫu chúng ta mở hôm nay đó là cái con có tên là Akilo Cung. Akilo Cung thì nó bắt nguồn từ cái con khủng long là Akilosaurus đây ha. Thì hãng đồ chơi này của hãng Choi Roc Hàn Quốc ha. Một cái spin-off của cái dòng đồ chơi Hello Cabot, nó là những cái dòng đồ chơi robot biến hình giống như là Transformer. Cái spin-off này ra là cái dạng đồ chơi Hello Cabot cung này là những cái quả trứng khi gấp lại ha, gấp lại thành quả trứng, nhưng mà khi bung ra thì thành dạng hình khủng long ha. Thì cái hộp của con này thì nó có màu vàng như thế này ha, chúng ta sẽ thấy ha, chúng ta sẽ thấy đây là Hello Cabot, nhưng mà chúng ta sẽ không thấy chữ cung ha, cung như là chỗ này. Thì đây ta sẽ thấy 2021 Choi Roc, mẫu thì có lâu rồi nhưng mà để phân phối thị trường Trung Quốc thì 2021 nó mới phân phối ha. Ở bên đây chúng ta sẽ thấy những cái mẫu, những cái con khủng long trứng này ha. Đằng sau này chúng ta sẽ thấy cách chơi, cho nó rớt xuống thì sẽ biến hình thành khủng long. Và cái đây là cái lắp ráp ha, nó sẽ không có cái tờ hướng dẫn ha. Đây cách lắp ráp ở đây, từ khủng long sang trứng, và chúng ta sẽ xem cái mã của nó. Thì đây mã số 12, nó là HCK012, đồ chơi này thì từ 6 tuổi trở lên. Chúng ta sẽ thấy là Choi Roc Content Company, đồ chơi này là của hãng Choi Roc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở hộp lấy cái con này ra xem nó như thế nào ha. Thì mở hộp ra chúng ta sẽ được cái con Akilo Kun như thế này ha, nó có màu vàng màu cam. Ta sẽ thấy đây, đây là cái dạng đã biến hình chứ không phải dạng quả trứng của nó ha. Dạng đã biến hình thì chúng ta sẽ thấy cũng khá là ok ha. Chân đuôi nít, tất cả các chi tiết là đều đầy đủ, chỉ có cái đầu này thì không mở ra được nắp này ha. Thì những cái con mẫu này thì nó đều có một cái chi tiết chơi những cái nút bấm đặc biệt khi mà ở cái dạng khủng long ha. Ví dụ như con này thì chúng ta sẽ thấy ở trên cái lưng cái ô này ha, sẽ có nút màu vàng, thì chúng ta sẽ bấm đấy thì nó sẽ bung cái này ra này, đấy lên ha. Đó. Khi không không cần đấy, chúng ta sẽ gắn lại như thế này ha, ta đẩy này xuống, ta đẩy cái bấm nút màu vàng này lên, đẩy này xuống và nó nhả nút màu vàng ra thì nó giữ cái này lại ha. Bây giờ chúng ta sẽ biến hình cái con này thành dạng quả trứng ha. Thì ta sẽ thấy cái thân trước đây ha, chúng ta sẽ xoay nó lên đây, xoay lên đây ha, xoay lên thành thế này, và cái miếng này, hai cái miếng là giống như cái sừng ở trên của nó ha, chúng ta sẽ lấy lại gấp xuống để nó giữ cái phần nửa quả trứng này lên ha. Hai cái và hai cái chân sau lên ha, chúng ta sẽ gập nó lại ha. Cái đuôi ta sẽ chốt nó lại ha. Rồi tới cái đầu này chúng ta sẽ gấp nó vào trong này, và hai chân trước chúng ta gấp vào. Thì hoàn thành quả trứng ha. Và quả trứng này chúng ta sẽ thả nó xuống từ khoảng cách khoảng 10 cm ha. Đó. Thì nó sẽ biến nó dạng thành con khủng long. Đó. Thì muốn bung cái lưng này lên thì chúng ta chỉ cần bấm này. Đó. Đó. Như vậy thôi ha. Rồi, anh sẽ làm lại một lần nữa ha. Cái này thì chúng ta sẽ gấp nó xuống này ha. Chúng ta trước tiên chúng ta sẽ bấm cái nút màu vàng này lên đây, gấp này xuống và nhả nó màu vàng ra để giữ cái này lại ha. Cái phần thân trước chúng ta sẽ gấp vào, hai cái này chúng ta sẽ gấp xuống ha. Hai cái chân sau chúng ta sẽ bỏ vào trong ha, ép bóp vào trong. Cái đuôi ta gấp lại, cái đầu ta gấp vào trong, và hai cái chân trước chúng ta sẽ gấp vào ha, nghe nó cọc, và chúng ta sẽ cho nó thả rời nó ha, khoảng 10 cm. Đấy, thì nó lại trở thành con Akilo Kun. Thank you.
cho anh đã mở hộp chúng ta cái mẫu số 12 đồ chơi Hello Kabuki của hãng Choi Rock Hàn Quốc. Thấy con này là Akilo Kun ha, thì mẫu chơi này cũng khá, con này anh thấy cũng khá đẹp ha, nó cũng giống những cái mẫu kia ha, cách lắp ráp thì biến đổi nó cũng cũng dễ ha, thì cách đồ chơi cách chơi nó cũng giống như những cái dòng Hello Kabuki ha, nó vẫn có những cái nút bấm ra những cái chi tiết đặc biệt như con này chẳng hạn như này ha. Đó, cách ráp thành quả trứng nó của cái con này nó cũng khá là dễ dàng ha, cái bước nó cũng dễ, nó cũng không có gì quá phức tạp và đặc biệt. Thì video mở hộp của anh đến đây là hết, xin thân ái chào tạm biệt tất cả các em, hẹn gặp lại các em trong những video lần sau.